mừng Maria đầy ơn, Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà. Tin mừng Maria đầy ơn, Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Rồi bây giờ đi ra nghĩa trang. Ok. Yeah, same place. Yeah, go in from the gate, go straight down. Okay. Yeah, you'll see us where my dad is. Chỗ này là Risen Christ, Chúa Giêsu lên trời. Thưa bác, bên đây bác ơi, à, bác trai bên kia, thưa bác. Bác trai bên kia. Con già nằm ở đâu? Con già nằm ở kia. Đây nè, ba con với ba anh Hải đều ở đây nè. Dạ, ba ruột, ba chồng con ở đây nè. Dạ, đây nè, bác trai đây nè.
Đây là ba của Mỹ Anh nè. Đây nè. Đây nè, bác trai đây nè. Đây nè, ông ơi, ông nằm đây nè. Ông ơi, từ đó lại đây không có xe. Đó, rồi ba mẹ mình ở đây. Ba ba ở đây mẹ chưa? Đây là ba của mình ở đây. Xong rồi ba của ông xã mình, ba má ông xã mình ở đây. Hai chị. Em nhớ hồi tháng 1 vỗ ba em á. Nó nhảy nhảy chạy chạy đây nè. Đó, rồi nó còn khoe anh hai của nó nói anh lại coi nè chị hai chỉ mua như cái làng đi. Em mình nhớ cái từ nó dùng cái village. Ừ. Nó nói chị hai mua mấy miếng ở đây giống như cái làng như cái village ở đây nè. Hình dáng con thấy nhớ nó nhảy từng chạy tới cho luôn đây nè, hồi tháng 1 á. Giờ nó nằm đây chị thấy không? Ừ. Thì hồi mới tháng 1 gia đình hai bên cũng bao nhiêu người là đông hơn nữa. Đi ra đây đọc kinh cho ba em mà ba nó là nó chạy tới chạy lui đây là nó khoe anh hai đó. Ừ, nó nói là chị hai có nhiều mấy miếng giống như cái làng ở đây vậy đó, nó cười. Giờ mới tháng 8 mà chị thấy không? Giờ mới tháng 8 mà đó, đi vô cái làng này đó chị thấy không? Ba em còn nhớ cái tướng mạo rồi cái hình dáng nó chạy tới chạy lui như đứa trẻ vậy đó. Chạy tới chạy lui đây chỉ gì rỡn bây giờ vậy đó. Yeah, I wanted the metal here and then the bowl on top. Nè cái kim tỉnh nè. Bác kim tỉnh nè. Yeah, I told her that and she said that's what she arranged for me. This is the top one. That's the top one. Yeah, okay. The bottom is one on the bottom. There's another one on the bottom. Okay. Thank you. Sao cái tro này để trên hả? Nó có hai tầng. Em muốn xài cái trên rồi em không muốn xài cái dưới. À. Yeah. Thì chừng nào tới khuyên mày thì mày nằm dưới. Đúng, em nằm chung luôn. Có nghĩa là tro để hai hũ luôn hả? Yeah, không có xài cái dưới. Ok ok. Cái này mình để được mấy hũ chị? Năm cái hả? Ồ, xin nói maximum là 5 kìa. Cách không chung làm sao này đâu. Không cần chung, để cho trên dưới vậy maximum một lỗ như vậy là 5 hũ hả? Oh, not bad hả? Ừ. Đốt hết đi. Thiêu hết đi rồi sắp hàng. Sắp hàng cái hũ, vậy cái hũ phải ghi tên chứ thôi biết ai là ai. Cái này mình làm như vậy đó hả? Làm như vậy nè, một lỗ như vậy được 5 hũ á, 5 hũ tro đó. Nếu vậy thì nó rẻ hơn mình chôn từng cái ấy hả? Dạ. Mình làm này mất tiền. Thì ấy đất lên thôi. Ấy đất xong rồi đắp lại thôi, cái đó vài trăm thôi. Xong rồi xuống dưới để đó, cái xong rồi để cái miếng sắt lên. Đúng, đúng. Cái đó mới để đất lên. Thì đó, cái công họ đào đất với lại đắp đất là có mấy trăm thôi. Mình nằm với một cái quan tài mình xếp vào cũng được à? Mình làm quan tài mình xếp từng hũ một mỗi lần đến mình mở nên nó không có vụ đó. No no hũ tro mỗi cổ nói cái lỗ này được 5 hũ tro. Dạ dạ. Có nghĩa là phải thiêu rồi mới có hũ giống như vậy đó. Dạ. Hoặc là một người là chôn xác còn ở trên mấy hũ tro cũng được. No no cứ xếp hàng vậy đó cô. Cô cho con nửa nó. Dạ. Đây nguyên cái kim tỉnh này là xếp hàng dưới thôi. Không có mồi để kim để trên cái xi măng vậy luôn. Dạ. Không có môi đào gì nữa, để xin xi măng vậy luôn nè. Tại vì đào đất đồ rồi trùng bỏ rồi này nọ, người ta làm xi măng hết rồi nè. Xi măng hết rồi, nó mà lần sau ta lên lấy nó dễ. Dạ. Sau tay bỏ miếng xi măng xuống người ta phủ lên. Rồi đắp lên cái miếng xi măng nữa. Dạ. Gọn ha, gọn ha. Ừ. Cha tới family qua bên kia, family go around over there. Yeah, we can go inside the zone, we just go surround it. Yeah. Mời gia đình đi vô gần ở đây nhé. Gia đình family get closer. Please. Dưới chỗ nào cần
Xin thân giải thoát linh hồn mà thân xác chôn cất nơi đây khỏi mọi xiềng xích tội lỗi, để trong Chúa và cùng với các thánh tôi tới Chúa được mừng vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa toàn năng đã gọi chị Anna khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác chị cho lòng đất để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin phó dâng chị cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài và cho thân xác chị được sống lại trong ngày sau hết. Vì anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô cho chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì không phải chịu chết muôn đời. Vậy chúng ta cầu xin cho chị Anna của chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa nhắm lời chúng con. Chúng con người chúng
kẻ có nào chúng con, xin cho đến chúng con sao chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa chúng con này, xin Chúa thương xót tôi tới Chúa đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm. Để như ở dưới thế, đức tin chân thật đã liên kết tôi tới Chúa với Cộng đoàn Sứ Điển. Khi trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tới Chúa được một lần với các thiên thần. Chúa con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Anna được nghỉ yên luôn đời. Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Tất cả các anh.
Đó, con đây mà để sẵn luôn rồi đó cha. Dạ sẵn luôn. Dạ xí luôn rồi, xí trước luôn rồi cha. Đây là ông bà sa. Đây này ông bà sư gia con. Đây này ba má chồng con. Dạ đó. Rồi bây giờ cái miếng đó còn thêm hai miếng ở đây nữa cha. Thêm hai miếng ngay chỗ này nữa. Nữa thành cái nguyên cái đại gia đình ở đây nè. Còn ba của cô dâu đi nè. Dominico đó. Cái miếng đó, ba của cô dâu đó. Dạ, nguyên cái làng này là family thôi cho nó cái làng nghe ghê quá. Dạ, cha nói con chiếm khúc này, dạ nguyên cái làng này chúng con chiếm khúc này. Dạ, con chào cha nha, cảm ơn cha nhiều nha. Cảm ơn cha nhiều, cha về cha lo đám cưới. Mình ké thôi dạ. Dù đứng đây đó. Ê, trời ơi, cảm ơn nha. Cái cô này cũng ngây thơ. Không, nó kính hiền quá. Nó kính tay nó dùm dư. Không, ưu tiên cho cha thôi, cha đi cái này cất à. Cha đi nó còn à. Ừ. Cha xong rồi tới phiên con. Nhỏ này. Xong rồi tới con cháu không nói chuyện được. Thông cảm. Để khi mình cầm gì mình cũng không biết ha. Trời ơi khác biệt ha, có cái dù khác biệt ha. Nắng nó hắt vô cái mặt. Bé này giống con nó chừng quá. Nhà đông không con cháu không, mình không biết hết. Chị có muốn thả anh ta ghê xuống, có muốn nói với cậu kia kìa. Tina ơi, Tina lại nói. Cậu
Nana Tina là chị của Mỹ Anh nè. Bây giờ what's next hỏi để khách. Có muốn có một người đi xuống để thả cái đó xuống không? Yeah, Nathan. So they're going to climb down there and then lower the... That's the husband job. Sorry. Oh, quên nữa, tưởng khăn tan. Oh, bây giờ... Đây, đây nè, Anna. Talk to him. Có muốn một cái hộp đựng ở ngoài không? Có muốn, yes. Muốn một cái vỏ màu trắng hộp không? Yeah, that's what I... Yeah. Yeah. Okay. Yes, I do want that. That's the idea. So I'll take care of that. Tại vì không có trả cho cái đó đó, em không có... We don't know. Yeah. Tức nghĩa là có cái hộp mà mình mới để hũ tro ở trong. À dạ, lần đầu tiên hết á anh. Dạ. You said it came with it or something. The concrete. Oh, vậy concrete. Yeah. Oh. Có nghĩa là cái hộp xi măng riêng hả? Cái hộp xi măng riêng mình để đó xong mình để hũ tro vô trong cái hộp đó. Ừ. Giống như là mình có một cái hộp đó, cái mình bỏ cái hộp trò vô. Dạ, yeah, dạ, yeah, thì nó protect hơn ha. Đúng rồi. That's why I asked if there was like an option that I could pick, not just a plain box, but all the way again, like really fancy. That's what I was asking. Yeah. Debbie, all the family, immediate family of Debbie. How this is gonna fit? Lay down sideways. Thì miễn sao họ họ làm được thôi. Dạ. It has to be because that thing is tall. They let them try. If not, then they get a different one for you. Cái hộp trắng này á là để cái hũ tro lên cái hộp trắng. Để cái hũ tro vô cái hộp trắng này xong rồi cái hộp trắng này mới để dưới cái kim tỉnh. Chứ không có để hộp tro đại vô tại vì nó không có sạch. Đầu thì nói chuyện không rõ hay sao, bây giờ đem cái hũ này tới. Mà cái hũ tro thì không có vừa cái hộp này rồi. Ổng ý ổng thì đề nghị là để hộp cho nằm nhưng mà cần để cái hộp cho đứng. Em ơi nằm xuống tốt hơn. Đi đứng mệt lắm, nằm xuống. Không, ý là cái hũ tro đứng á anh, để cái hũ tro đứng á. Để hũ tro đứng hả? Dạ. Để nằm thoải mái hơn là đứng. Nó muốn giờ nó đứng. Cái hũ tro. Không, với đứa cô đứng thì nó đẹp hơn chứ hả? Nó không có... Tại mình có dây chuỗi nằm ở trên. Người đi rồi phải nằm chứ sao mà đứng. Mà cái hũ. Tại vì cái hũ tro để nằm xịn nó nghiêng hả? Đổ hả? Ấy không? Cũng không có hả? Nhưng mà tại nó thích đứng thôi, để cho nó đứng đi. Ừ. Cái hũ đó em nghĩ đầy cũng không vừa, tại vì cái bụng của cái hũ nó cũng to đó. Cái size. Để cho nó lựa đi. Giống như cái hùng mang từ Mỹ về Việt Nam đấy sao đâu. Chị để cô để trong vali với cô kéo. Dạ hùng. Cái này nó ôm giống như cái carry on vậy đó. Dạ. Đấy vậy đó, dạ. Mấy chị em gái ha. Yeah, those are the sisters. Yeah, there are 8 of them. Bella, giống má nó. Yeah. A lot. It's okay, Mom.
No, no, this chef family. Because right now we're waiting for the servicemen. Okay, I understand. We're all waiting. Okay, okay. Thank you, guys. Don't move. Ready? Okay. One. Chè đi qua kênh phà. Ngồi hết đi. Không phải đi đổi cái kia mà, cái hộp nó hơi nhỏ. Đã tới rồi kìa. Cái đồ cắm của cha đâu vậy? Đây, cái hộp mới. Oh, cover lại. Oh, nice. Cùng quần mong sweater nó bỏ. Outside. You cannot, how gonna put it in there? No. Đó, họ clip. Gonna put all the flour in there, Tina. He say bỏ một cái. Em muốn hỏi. Bốn cái clip. Bốn bên. No, no, all lower. No, có cái cầu thang nè, có cái thang đi xuống nè. You can take it down. No. We don't allow. Okay. We're not allowed. Yeah. Yeah. He can bring it right over here, please. Only grounds planted. Okay. I can jump down there and climb back out. Thank you. Hoa, cất. I love you. We love you. We miss you. Say hi to God. Yeah, pray for us. Say hi to God. Don't forget to pray for us. All these people right here, pray for us. Say hi to Grandpa. Yeah. À, gửi lời thăm ông ngoại, ông nội. Bé đó mang về bỏ thành sao cho bé ăn. Ừ, rồi hồi qua đọc kinh cho ông ngoại nữa kìa. Thì còn chỗ cho bốn cái nữa mẹ. Sau khi đổ hết vô em luôn. Mở tê. Ồ, căng cái căng luôn. Căng bỏ căng nữa, căng tan kìa. Mấy cái căng tan kìa. Tháo luôn. No, you need to give up 3 years. Bella, Ivan, giữ tan 3 năm. Okay. Really? Oh. Không, thì bây giờ người ta không có để mình cầu nguyện thôi, cầu nguyện thôi. Ai có nồng thì để ấy thôi. Rồi. Xong rồi họ cover ha. Bỏ khăn vào.
Bỏ canh hả? Bỏ canh hả? Tại bác kìa. Bác quyết định đi, bác gái quyết định kìa. Love you. Bà quyết định. Chưa mang về rồi. Cho chắc ăn, chứ dục cùng luôn rồi dục ghét cũng như không. Đúng rồi. Dạ. Mình không biết, nhiều đứa nhỏ lắm không biết, mình đúng không rồi. Biết. Gọi là xả tan luôn hôm nay luôn á. Dạ. Chứ giờ là về mai mốt rồi, mình đẹp cũng là về. Dạ. Con, thôi. Bọn khách ở chơi hết. Cố hóa đi con. Cho cô đi. Ừ. Xả hết hôm nay. Về bỏ tùm lum tùm la nữa. Cầu nguyện đọc kinh qua suốt ngày, qua năm, suốt tháng. Ba mẹ ba cha con nó giữ đi mẹ. Thôi. Mẹ ơi, mẹ có đọc kinh cho ba một cái trước khi đi không? Mẹ không? Mỗi người mỗi ý. Mỗi người mỗi ý. À, người thì nói xả tan, người thì nói bỏ tan, khăn tan bây giờ, người thì nói đeo 3 năm. Thôi mỗi người mỗi ý, gia đình muốn làm gì làm. Ừ. Trời ơi, sao hình ngon vậy rồi mai mốt sao em nhìn thấy em ngon nhớ được. Cũng sáng mấy tuổi rồi đó. Hình nước ngon à. Ngon. Mà cái máy tóc nó ngon bằng máy tóc này à nha. Để trả. Máy tóc này đẹp hơn máy tóc đó. Chị để sẵn hả? She's getting ready. She introduce everybody. Yep, she's ready. The dad is over here. That's the dad. Oh, I'm so sorry. Trời đổ rượu nữa kìa. Đổ rượu cho vợ nó nữa kìa. Vợ uống rượu mà. Hết nói luôn. Oh yeah. Oh my god. Cạn ly cuối cùng. Gia đình uống rượu giờ cạn ly cuối cùng. Hốc cho mồi cho nó đưa điếu thuốc nữa đi. Mồi cho nó đứa thuốc nữa cho đủ bộ công lê đi, hai chồng uống rượu hút thuốc. Mắc đi một chai kỹ rồi. Đâu cái súng nó làm con mẹ vậy? Đúng không chô không? Chô nó luôn. Cái thằng em út. Hey, leave him alone. No, we gotta keep going. No, Davis, leave him alone. He's fine. No. He's with me. He has kids to take care. Leave Don't him worry. Alone. He'll be fine with me. No. You too. You have kids to take care. But we still got a drink. Cần thiếu gì phải không? Điếu thuốc. Điếu thuốc. Điếu thuốc nè. Nó có hút không? Does she smoke? Anybody? Does she smoke? Yeah, she smoke. Yeah, then yeah, you're missing the secret. There you go. Cho đủ bộ cơm lê cho nó happy. Đó. Đấy, đấy, bỏ đĩa thuốc xuống. Cái chừng cháy không? Yeah, that's good right there. Okay, rồi. You think I'll burn this shit? I don't smoke. I don't want nothing to catch on fire, you know. You can't, yeah. Bro. Rồi đứa thuốc, đầy rượu, happy. She has a good life. Mike, drop down there, start lighting that bitch up. Box that shit up. Hot box it. Hot box that.
mới đổ rượu với điếu thuốc. Bà cái chân bà té bây giờ cái chỗ đó. Dạ nhưng mà cái policy họ cho 5 hũ thôi anh. Dạ 5 hũ thôi, cái xếp hàng vậy 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 nè anh. Làm gì lời lắm á anh. Dạ dạ. Dạ. Mà cái này một tầng thôi đó. Cái này có một tầng thôi à. Không, nhưng mà họ nói một cái lớp như vậy á, 5 cái thôi à. Chứ không phải là 5 cái tầng dưới, 5 cái tầng trên. Dạ, có nghĩa là nguyên cái lỗ này á, một là hai cái hồn, ba hai là 5 cái. Dạ. Yeah. So in future, just dig up. Oh, this is a good idea. Yeah, yeah. Tại mấy cái này bây giờ mua đất giờ mắc lắm. Yeah. I didn't want to be on top of her, and I didn't want her to be on top of me. So, okay. No, seriously. So, yeah. Right next to each other. Yeah. 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 Right. Yeah. This is a good idea. Yeah. You guys can party down here. No, I'm serious. That's just. I think this is the way. This is safe cost. Yeah, safe cost. Nếu mình chỉ tốn tiền đào đất lên với lại đắp đất lại thôi à. Đúng rồi, có vài trăm thôi à. Đúng rồi. Mấy cái lỗ, mấy cái đất này đó anh, nó giống như địa ốc á, nó cứ lên hoài luôn á. Dạ, yeah, cái giá nó lên rất là nhiều luôn. I was upset that they had a wash that was, they didn't give a new one. Yeah, it's okay. We even asked for her, go ahead, do an auction. Like, I see metal one, I see gold one and everything. And she said that it was already, miscommunicate, huh? Yeah, no, she said it come with it. And then when, you know, and at first they gave me one to lay it down. I don't want to lay her down. So không, nhưng mà cái hũ đẹp đó. Cái hũ là granite rock đẹp. Nó đẹp lúc chứ hai, nó lại bằng vàng. Nó lại... No, 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 ý nói cái hũ tro đó. Cái hũ tro, cái hũ đó đẹp đó. Cái hũ... Yeah. Cái này cái cover ở ngoài, ok. It's okay. You can always upgrade it. Okay. Yeah, I tell my kids to upgrade it to two of them. Yeah, the twin, twin cái nó giống nhau á. Bất cứ dùng một cái dài vậy nè, để hai cái vô. Hai cái vô. Well, there's your will. Để cho nó twin nó giống nhau vậy. Pick it out now. Bây giờ pick up cái headstone á. Cái đó là 6 tháng á. 6 tháng, 9 tháng mới làm xong á. I picked that one already, so okay. I just have to. Ồ, cái đó 6 tháng, 9 tháng mới xong á nha. Xong rồi đó chị. Dạ, đọc kinh bên kia rồi xong hết rồi đó. Okay, can we wrap up? They need to đắp đất hả? Hey, hey, we need to wrap up. Nathan, hey, they need to put the dirt down, so we need to. Yeah. Mỗi người về hả? Yeah. Xin chào cho chúng con hôm nay. Ivan, đọc kinh cho Grandpa. Dạ bác về đi bác. Dạ bác về bác lo gia đình nha bác. Dạ. Second tree. Yeah. We have a few more lot around we're here. We're next to them. I think yeah, either that lot or that lot. We're on this side or that. Yeah. Side. And then there's another one behind for the loo. Yeah, I thought that my mom's lot was gonna be right here. And then wait. Not right here. This one more right here. I thought it was here. No. Then, where the orange flower and one more right here. No, your grandma. I cried last night. Uncle's gonna be over here too. Tommy. Uncle Tommy ngay đây nè. Uncle Tommy ngay cái chỗ trống này nè. The slot right here. Yeah.
You cannot be lost when you get here, from there to here. Okay, so when you come, make sure pray for everybody. This corner. Yeah. You see where the orange flower? That's another lot from us too. The fake orange flower right there, that's ours too. Yeah. We claim this area. No, just kidding. We claim. I remember in January, your mom was running back and forth saying, oh, she has a whole village here. It's all sold out. It's all sold out, yeah. And expensive. Yeah, super expensive. Yeah. Confused. They don't know where they're at. They didn't know. Yeah. Hey, it's okay. It's a little. Oh, the weekend of her, yeah. Yeah. We left, right? We went the airplane. We're supposed to fly midnight Thursday. Uh-huh. We didn't get there until Saturday, 2 a.m. Oh, my gosh. Yeah. It's crazy. Yeah. Yeah. Delay and cancel and delay. The thing is, they don't have, it's like almost like no power. Yeah. So they can't rebook, they can't do anything. We just sit around and wait. They had to use their cell phone to communicate with the upstairs and downstairs at the airport. Oh, really? Yeah, all the computer system was out. It's crazy. Yeah, it's crazy. Yeah. Rồi bây giờ họ bắt đầu làm bổ phận lại bổ phận của họ. Đây là hai cái đắp cỏ nè. Xong họ sẽ đắp cỏ lên là có thể tìm cỏ nó sẽ sống chung với mấy cỏ kia. Bây giờ họ sẽ cho cái miếng xi măng này dày lắm, khoảng 2 inch bề dày á, cho xuống cái thằng này, cái thằng em Út này. Ồ, có chân té nha, em Út của cô dâu đó, của em dâu đó. Chị nó qua đời rồi, bây giờ nó có vẻ nó hơi lạ lạ. Thiên cái làng này là nhà mình mua nhiều đất ở đây á, để cái gì vậy? Con cái lớn nhỏ ra đọc kinh cầu nguyện cho người thân. Thì ở đó xong rồi đây nè. Đây là ba mẹ của mình nè. Đây là ba mẹ của ông xã. Sao nó đổ đất xuống, nó không bỏ cái câu cái miếng xi măng này xuống ha. Bịt lại cái lỗ á. Xong rồi đất mới đổ lên cái miếng xi măng đó. Xong rồi đất đổ lên cái miếng xi măng. Thank you.
là tầng trên đó mẹ. Ờ, tầng trên đó. Tầng dưới còn sâu hơn nữa. Tầng này là tầng trên đó. Tầng đó là tầng trên đó. Rồi, thế là hết một kiếp người 46, 47 tuổi. Bệnh có vài tuần là qua đời. Bây giờ thiêu bên Chicago xong rồi đem tro qua đây thánh lễ cầu hồn hồi sáng, rồi bây giờ hạ nguyệt. Trong ở đây thì cái miếng nghĩa trang này đó thì ba của cổ ngay đây đó, rồi ba mẹ mình ở đây, ba mẹ chồng mình ở đây, mẹ cổ nào đó. Xong rồi vòng vòng khu này mình còn khoảng 1, 2, 3, 4 miếng đất ở đây nữa. Mỗi miếng thì chôn được 2 người. Cái chỗ miếng của cổ thì có 2 lỗ, lỗ trên lỗ dưới, ở tầng trên tầng dưới, nhưng mà ông chồng thì quyết định là sử dụng tầng trên rồi để cái hũ tro ở đó. Rồi cái chỗ này thì để được, họ nói là để được 5 hũ, cho nên là nữa nếu mà ông chồng có về với Chúa thì cũng để cái hũ tro bên cạnh cô vợ đó. Nói chung là một cái lỗ đất như vậy mình có thể để 2 hồn, có hồn trên hồn dưới, hoặc là mình có thể vô để 5 hũ tro tầng trên tầng dưới gì cũng được, 5 hũ thôi, không cho hơn 5 hũ. Thì có cho mình những cái option, cái lựa chọn như vậy cũng được đó. Thì bây giờ là đắp đất, đắp đất như vậy, rồi tương lai có cần thì là xới đất lên. Mình đã lội hội mình tới cái chỗ này cũng nhiều rồi nè. Đó, chôn người này, chôn người kia. Gia đình đi về ăn trưa. Ba bố con nó đi vô office ở trong kia để lựa cái bia. Lựa cái bia. Đây là ba của cổ nè. Linh hồn Domenico mỗi lần gia đình ra đây đọc kinh cho bác nè. Rồi ba mình đằng kia, ba má chồng mình đằng kia, bây giờ cô em dâu ở kia. Xung quanh đây người Việt Nam, người cộng đồng nhiều lắm. Cộng đồng ở đây nhiều lắm. Còn bên cái đồi bên kia là Đức Mẹ La Vang, bên kia. Ở đây gọi là khu Risen Christ, là Chúa Giêsu lên trời. Risen Christ, Chúa Giêsu Kitô lên trời. Vòng vòng ở đây người Việt Nam mình nhiều lắm. Đây cái chỗ này là cái chỗ cũng mới chôn nè, bông hoa còn đầy nè. Nghĩa trang này nghĩa trang Công giáo, mỗi đầu tháng Đức Cha ra đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn. Còn chỗ này có 3 lá cờ, mấy lá cờ đây đó. Đây là lính nè, chỗ là chỗ lính. Những cái lễ lớn đó họ cũng cắm cờ đầy ở dưới. Chỉ có cái khu này là bia đứng thôi, bia đứng thôi. Cái này là bia đứng hết nè. Cái khu này là họ cho bia đứng thôi. Còn mấy khu dưới kia thì chỗ có chỗ không á. Không phải khu nào cũng có. Cái bia như vậy là 10.000 đô đó, 10.000 hơn đó. Chỗ này thì 2 bác nè, bác gà trai xong rồi mốt bác gái. Mấy cái bia này bia đá granite đó, 10.000 hơn cái miếng bia đó. Nhưng cái bia này 10.000 hơn nè, hơn 10.000 đô 6 năm về trước. Nhưng mà mình để 3 người đây, 3 má xong bên đây. Đứa em trai bị Down syndrome nên là 56 tuổi rồi. Đó, thì nữa sẽ dùng cái bia đó, cái phần đó cho em. Ba mẹ mình cũng làm sẵn, mẹ mình làm sẵn hết rồi, nữa chỉ để cái ngày tử thôi. Mẹ thì chuẩn bị lắm, đất rồi bia mộ rồi tất cả tiền phí tiền đồ mẹ trả hết rồi, mẹ không có muốn để con cái lo đồng nào khi mẹ nằm xuống á, cho nên là mẹ trả hết rồi. Bà lo sớm nữa cho nên nó đỡ lắm, tại vì bây giờ đó mua một miếng như vậy cũng cỡ 15.000.
15.000 là chỉ cái đất cái lỗ thôi đó. Còn tiền xới đất lên rồi đất đất lại rồi hồn rồi này kia nọ nó có thể lên 25-30 ngàn tùy theo mình lựa cái hồn bắt tiền hay hồn nhận tiền. Còn cũng có thể từ 3.000 đến 10.000, 2.000, 15.000 tùy theo cái hồn mình lựa đó, cái loại gỗ cây nó loại mắc hay loại rẻ đó. Đây là nói theo cái giá mà 2 năm về trước á, còn hiện tại thì mình không biết. Bây giờ gần 2 năm về trước mình lo cho ba mình á thì mình biết cái giá nó như vậy đó, còn bây giờ thì có thể mắc hơn nó, cho nên là cha mẹ thì hay lo sớm vậy đó. Nhưng con thì nó phải trồng cất thì nó đỡ lo đỡ khổ, chứ không thôi nữa tan gia bối rối, còn lo mấy cái này nữa càng bối rối thêm. Rồi mới đó là mấy anh này ảnh đắp xong rồi đó, đắp xong xuôi. Xong rồi trải 2 miếng cỏ lên. 2 miếng cỏ này là cỏ thiệt, cho nên nó sẽ ăn liền với lại cái cỏ ở ngoài này.
kia thì bố con nó đang đi làm việc, nó mới về văn phòng để làm cái bia. Bia ở đây thì theo mình biết thì cũng 6 tháng đến 9 tháng. Thì hồi khi mà làm cái bia cho ba má chồng mình á, cũng cả 2 năm á, tại vì nó lọt vào cái thời gian Covid á, cho nên 2 năm họ mới làm cái bia đến được. Còn cái bia cho ba mình á, thank you for your help for all the services. Cái cỏ à.